Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của HD Radio. Trong clip này thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về một mẫu loa karaoke xách tay di động tới từ nhà hãng Sonka Media. Như các bạn biết thì rất nhiều mẫu sản phẩm của thương hiệu này cũng đã được ra mắt trong thời gian vừa qua. Và đây cũng là cái thương hiệu phát triển những dòng loa di động đầu tiên ở Việt Nam. Chính vì vậy, họ luôn biết dẫn đầu về các cái công nghệ cũng như giải pháp cho karaoke di động. Và ngay bên cạnh mình đây là một trong những sản phẩm mới nhất mà Sonka Media chuẩn bị ra mắt trong thời gian tiếp theo. Đó là model Hynet 3600. Nghe đến 3600 thì chắc chắn các bạn sẽ thấy nó sẽ giống một cái model trước đó họ đã sản xuất, đó là CS 3600. Tuy nhiên thì sự khác biệt lớn nhất đối với phiên bản Hynet 3600 là đã có xuất hiện thêm cái phiên bản Ethernet. Nhắc đến Ethernet thì Sonka Media cũng đã rất thành công với các phiên bản như là KSNet 450, KSNet 550. Tuy nhiên thì những phiên bản đó mình thấy nó vẫn sẽ bị giới hạn về một số các chức năng. Và với sản phẩm mẫu mới Hynet 3600 thì nó sẽ có thể là mở tung tất cả các giới hạn đó ra. Vậy thì những giới hạn đó là gì? Và Hynet 3600 sẽ có chất âm như thế nào? Thì trong clip này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về mẫu sản phẩm Hynet 3600 các bạn nhé. Nhớ thả chuông, like và subscribe kênh để có thể theo dõi những sản phẩm tiếp theo. Xin mời các bạn! Ok, và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào cái phần đầu tiên. Trước mắt thì mình sẽ muốn giới thiệu cho các bạn đó là phần vỏ hộp của mẫu sản phẩm Hynet 3600 có những gì. Ở ngay bên ngoài thì chúng ta có thể nhìn thấy ngay việc in ấn cũng như là giới thiệu về mẫu sản phẩm này với rất nhiều các tính năng khác nhau. Ở đây đa phần ghi bằng tiếng Anh thôi, nhưng mình sẽ dịch nhanh cho các bạn. Thì mẫu loa này là một mẫu loa chuyên nghiệp này, sẽ hỗ trợ Android 8K này, có bộ nhớ là 64GB này, chạy RAM 4GB này, sử dụng 2000 bài hát offline này, có thể sử dụng các tính năng như AirPlay, Chromecast, audio via Wi-Fi và các cái phần chọn bài bằng voice, tức là hoàn toàn nó sẽ có thể kết nối được Wi-Fi và sử dụng để chọn bài bằng giọng nói các bạn nhé. Ngoài ra nữa thì ở phần hông này thì hãng cũng sẽ điểm qua cho chúng ta bằng tiếng Việt một số các tính năng như là chống hú này, chức năng boost bass này, rồi chức năng MWS này, rồi sao cạc để có thể livestream này, rất nhiều các tính năng hay trên mẫu sản phẩm Hynet 3600. Ok, và bây giờ mình sẽ bỏ cái chiếc hộp này qua một bên để chúng ta có thể xem chi tiết hơn về những cái mà họ vừa giới thiệu nhé. Ok, và đây là cái phần hộp phụ kiện của mẫu sản phẩm Hynet 3600 mình đã chuẩn bị trước, cũng như là mẫu loa đang để đây rồi. Và bên trong này thì mình sẽ có một số các cái thiết bị như sau. Đó là một phần sách hướng dẫn sử dụng và một phiếu bảo hành. Các bạn có thể hoàn toàn xem bằng tiếng Việt hoàn toàn trên chiếc loa này. Ngoài ra nữa thì nó sẽ có phần dây nguồn. Hiện tại thì Hynet 3600 sẽ sử dụng nguồn cắm điện trực tiếp 220 với chân nguồn 3 chân như thế này, cộng với 2 micro bằng kim loại, vẫn giống như CS 3600 thôi. Đi kèm thì hãng sẽ cung cấp một số các cái phần pin sử dụng một lần, cũng như là phần điều khiển. Chiếc điều khiển này thì có rất nhiều các cái tác vụ hay và lát nữa thì mình sẽ trình diễn cho các bạn xem. Rồi, ok, đấy là toàn bộ về phần phụ kiện, mình sẽ để luôn sang một bên. Rồi, và đây chính là cái nhân vật chính của chúng ta. Mẫu sản phẩm loa Agnos Sonka Media K-Beat Box Hynet 3600. Tên rất là đầy đủ. Và nhìn vào cái phần bên ngoài này thì các bạn có thể thấy là nó sẽ rất là giống phiên bản CS 3600. Thì lát nữa đến phần so sánh nhanh thì mình sẽ để luôn phiên bản 3600 cho các bạn ở bên cạnh để các bạn xem. Và nhìn vào đây thì các bạn có thể thấy là loa vẫn sẽ được thiết kế với tông màu đen và với kích thước hiện tại đang là 495 x 330 và x 255mm. Ngoài ra thì sẽ có thể cộng thêm 10mm chiều cao đối với chân đế. Và chiếc loa này thì nó sẽ có cái mức cân nặng là 16,5kg cho cái việc mà di chuyển. Điều này đồng nghĩa cái việc là với mức cân nặng như vậy thì khi mà chúng ta di chuyển ý, thì đối với nữ giới với chiếc loa này thì mình thấy sẽ hơi nặng một chút. Còn với nam giới thì mình nghĩ nó bình thường. Tuy nhiên nó nặng như vậy thì nó sẽ cho ra cái mức công suất rất là lớn. Và mức công suất thế nào thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nhé. Ok, nhìn vào đây thì ở mặt trước này nó vẫn sẽ được cấu tạo bằng một lớp e căng rất là cứng. Và nó sẽ đảm bảo cho cái việc là chống bụi rồi chống côn trùng ở phía trước này. Mình sẽ mở luôn lớp e căng này ra cho các bạn xem. Rồi, bên trong lớp bê căng thì chúng ta đã có thể nhìn được cái hệ thống củ loa của mẫu loa Hynet 3600. Và chúng ta sẽ có đó là 5 loa, 3 đường tiếng. Đấy. Và ở phía dưới này chúng ta sẽ có một cái loa woofer với đường kính là 10 inch. Hai loa mid ở phía dưới này sẽ có đường kính là 4 inch. Và hai loa twister này ở phía trên sẽ đảm bảo cho cái việc tầm cao. Và tổng công suất của 5 chiếc loa này thì nó sẽ là 200W các bạn nhé. Ngoài ra thì cấu tạo của twister này sẽ được sử dụng bằng tunel, cho nên cái việc mà sử dụng về cái âm thanh khi bạn nghe thì nó sẽ có thể là hay hơn rất nhiều so với các mẫu loa khác. Ok, đấy là toàn bộ về cái phần cấu tạo phía trước và phần tổng công suất của chiếc loa này. Và với một công suất 200W thì Hynet 3600 sẽ có thể sử dụng cho các cái không gian từ 10 đến 50m2.
cũng như là các cái bữa tiệc ngoài trời các bạn đem đi thì cũng rất là thuận lợi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với cả cái phần mặt trên. Mặt trên của chiếc loa này thì vẫn sẽ bố trí giống như CS3600 và bao gồm một cái phần mixer phía trên này với các cái tổ hợp núm vặn rất đơn giản và dễ hiệu chỉnh, bao gồm các núm vặn dành cho mic này, đấy, cho echo này, cho vang này và cho nhạc này. Mình sẽ đi chi tiết hơn về cái phần ở đoạn này. Ở chỗ này chúng ta sẽ có bốn cái đèn nhỏ để thể hiện về phần đèn pin này, bed là battery này, BL là Bluetooth. Các bạn hoàn toàn có thể chuyển mode bằng cách là bấm vào đây. Bluetooth mode. Đó, tiếp tục là optical mode và karaoke mode. Đó là những cái chế độ mà chúng ta hoàn toàn có thể chuyển mode được trên loa khi kết nối với các thiết bị ngoại vi khác và sử dụng các tính năng của chiếc loa này. Ngoài ra thì nó sẽ có thêm các tính năng như là FBC chống hú này, rồi là bass boost này và tính năng công nghệ MWS ở đây cũng sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta kết nối được hai loa với nhau. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem về phần mặt phía sau của chiếc loa này có những gì. Ok, đây là phần phía sau của chiếc loa này. Như các bạn thấy thì nó sẽ có thêm một số các cái chi tiết mở rộng so với phiên bản CS3600. Đầu tiên thì vẫn sẽ có các cổng như là line out, line in bằng cổng 3.5 này, các cổng cắm thêm micro hoặc là đàn guitar để các bạn có thể sử dụng đạo cụ này, và một cổng USB chơi nhạc MP3. Và cuối cùng này chúng ta sẽ có một cổng optical để các bạn có thể kết hợp với cả TV thông minh. Trên này thì chúng ta sẽ có thêm một cái bảng mạch nữa để các bạn có thể kết nối với cả USB khi sử dụng với chuột và bàn phím, vì con này hỗ trợ Android 12 các bạn nhé, lát nữa chúng ta sẽ xem. Và ở đây chúng ta sẽ có một cổng LAN để các bạn có thể cắm được dây LAN và dây mạng ở đây. Đó, vai trò của cổng này thì sẽ có một cái tính năng rất hay nữa thì tí nữa mình cũng sẽ chia sẻ với các bạn. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cổng HDMI để có thể là đưa đường truyền hình ảnh lên TV. Và cuối cùng ở đây chúng ta sẽ có đó là phần cắm dây nguồn để có thể là sạc loa, sạc điện loa. Ok, và đấy là phía sau. Còn bây giờ chúng ta sẽ phần phía đáy. Phần đáy của mẫu sản phẩm 2S3600 cũng sẽ được cấu tạo phần lỗ thông hơi ở phía dưới này. Nó giúp cho cái việc mà khi mà loa sử dụng âm bass và việc kê đặt loa của chúng ta ở sát tường ấy, nó sẽ giảm thiểu đi rất là nhiều cái việc bị cộng hưởng cho không gian nhỏ cũng như ở trong phòng. Và việc thiết kế cái phần lỗ thoát hơi phía dưới này nó sẽ giúp cho cái việc mà âm bass nó sẽ được lan tỏa rộng hơn trong cái không gian của chúng ta sử dụng. Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử kết nối hai chiếc loa giữa 2S3600 và CS3600. Đây, mình cũng đã chuẩn bị hai chiếc loa này đây. Như các bạn thấy thì ở bên ngoài nó không khác gì nhau cả, nhìn rất là giống nhau, không có gì khác. Trừ khi là quay mặt phía sau ra thì các bạn mới có thể nhận biết được đâu là 2S3600. Và để có thể sử dụng được tính năng kết nối hai loa thì đối với những cái bạn đang sử dụng CS3600 ấy thì hoàn toàn có thể là mua 2S3600 và chúng ta sẽ có thể sử dụng tính năng này bằng cách đơn giản thế này ạ. Bluetooth mode. Các bạn chỉ việc đơn giản đó là bấm hai nút FBC và Bass cộng này cùng một lúc. Bluetooth mode. TWS mode pairing. Left channel. Đó, như vậy là hai chiếc loa này nó đã có thể là sử dụng thành một hệ thống loa hát karaoke stereo cho các bạn. Và tiếng mic hay tiếng nhạc thì đều kêu trên một loa độc lập giữa trái và phải. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần hay nhất của chiếc 2S3600 này, đó là phần Android TV. Vâng các bạn, ở phần thứ hai này cũng là phần mình thích thú nhất muốn giới thiệu cho các bạn, đó là cái phần có thể hỗ trợ được Android trên 2S3600. Trên tay mình đây là phần điều khiển của bộ phụ kiện ngay từ lúc đầu đã giới thiệu. Và trên cái điều khiển này các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn được những cái tính năng nhanh như là YouTube, Netflix hay karaoke. Ngoài ra thì cũng có thể sử dụng tính năng Voice để có thể chọn bài một cách nhanh nhất có thể. Và phía trên này chính là phần màn hình mà chính của mẫu sản phẩm 2S3600 sau khi sử dụng cổng HDMI đưa lên. Ở phần màn hình chính này thì các bạn có thể thấy là mình sẽ có thể đưa cho các bạn một số các cái thông tin về mẫu sản phẩm này với máy Android đó. Với mẫu 2S3600 thì sẽ được hỗ trợ một cái nền tảng phiên bản hệ điều hành Android TV 13. Ngoài ra thì nó sẽ có thể là sử dụng một cái phần cứng đó là RAM 4GB và bộ nhớ trong là 64GB để các bạn có thể cài và sử dụng thêm các ứng dụng khác nhau trên mẫu sản phẩm này. Nhắc đến ứng dụng thì hiện tại sau khi mà được tích hợp Android thì chiếc 2S3600 này sẽ có thể giúp cho các bạn có thể là biến một chiếc TV bình thường thành một chiếc TV thông minh. Đó, điều này sẽ giảm thiểu cho cái việc chúng ta phải bỏ ra một khoản chi phí khi phải sắm thêm TV thông minh. Lúc này thì không cần nữa, chỉ cần có wifi thôi. 2S3600 ngoài là loa thì nó có thể là một cái thiết bị có thể giúp TV thường thành TV thông minh.
Khi mà thành TV thông minh rồi thì một số các tính năng ôm công nghệ cũng sẽ được tích hợp. Đầu tiên thì mình muốn kể tới công nghệ đó là AirPlay có thể là truyền hình ảnh và Chromecast có thể truyền hình ảnh cho hai hệ điều hành iOS và Android. Ở đây thì mình đang sử dụng iOS và mình sẽ trình diễn cho các bạn về cái việc kết nối qua AirPlay nó như thế nào. Và trên điện thoại thì chúng ta chỉ cần đơn giản đó là kết nối cái phần loa này với cả tính năng AirPlay. Ở đây thì nó đang hiển thị là hai nét AirPlay các bạn nhé. Và mình sẽ chạy thử một cái bài nhạc trên YouTube cho các bạn xem. Ok, đấy là cái phần stream hình ảnh qua các ứng dụng. Ngoài ra thì nó cũng có thể stream được những cái đoạn video hay những cái phần hình ảnh mà các bạn đã có thể nói là chứa trong cái máy của mình. Bây giờ mình sẽ chạy thử một cái video mà mình đã quay lại ở showroom. Rồi, ok. Và như các bạn đã thấy thì cái phần stream hình ảnh và stream video có thể nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta có thể xem tất cả các dữ liệu trong máy này rất là thuận tiện, đúng không? Tuy nhiên thì mình thấy là cái phần stream video ấy, do là phần cứng có thể là chưa được cao lắm cho nên là vẫn sẽ bị giật. Còn về stream hình ảnh vẫn sẽ là ok. Ngoài ra thì nó có thể stream nhạc qua các ứng dụng như Spotify hay bất cứ một ứng dụng nghe nhạc nào trên máy của các bạn. Điều này sẽ giúp cái việc mà khi chúng ta sử dụng đưa nhạc sang loa thì nó sẽ không bị ảnh hưởng trong quá trình chúng ta sử dụng đàm thoại. Ví dụ như là đang nghe thì có điện thoại đến, nếu các bạn nghe Bluetooth thì nó sẽ bị ngắt luôn, đúng không? Còn trên AirPlay thì không, nhạc vẫn chạy, còn việc nghe của chúng ta vẫn nghe, không vấn đề gì cả. Ok, đấy là phần tính năng AirPlay và truyền tải không dây bằng dữ liệu Wi-Fi. Ngoài ra nữa thì nó sẽ có thêm một số tính năng hay ho nữa mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn ngay bây giờ đây. Thì ngoài cái việc chúng ta có thể sử dụng các cái phần truyền hình ảnh, truyền video hay như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng cái phần giọng nói trên ứng dụng mà của nhà hãng đã hỗ trợ sẵn. Ví dụ như là phần ứng dụng Sonka Media Agnos Sonka Karaoke này. Thì ở ứng dụng này thì đây là một ứng dụng có thể nói là một ứng dụng chọn bài karaoke nhanh mà hãng đã tích hợp cho chúng ta. Khi mà các bạn sử dụng voice để điều khiển bằng cách như thế này ạ. Karaoke nhạc Tết. Thì ngay lập tức cái ứng dụng này nó sẽ tự động tìm cho các bạn các bài hát karaoke đã được lọc sẵn với những cái chất lượng tốt nhất và hay nhất. Ngoài ra thì nó có thể là chọn bài bằng cái phần playlist để các bạn có thể lựa chọn những cái bài mà sau đó các bạn hoàn toàn có thể ưu tiên chèn chọn xóa qua ứng dụng này. Ok, và nó gần như một cái ứng dụng hát karaoke chuyên nghiệp mà hãng đã làm sẵn cho chúng ta rồi. Không phải lên cái YouTube để chọn từng cái version nữa. Các bạn chỉ chọn như vừa rồi là nó sẽ lọc cho chúng ta tất cả những bài hát có chất lượng cao. Rất tuyệt vời, đúng không? Ok, và với vẫn là Android này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng để chơi game nữa. Ở phần chơi game này thì mình đã thử download hai cái phần game để chúng ta có thể trải nghiệm. Đầu tiên là một cái game liên quan đến như kiểu Angry Birds này. Ở phần tựa game này thì các bạn có thể chơi với những cái phần trải nghiệm trên chuột rất là mượt mà không hề bị giật lag một chút nào cả. Ngoài ra thì có một tựa game khác mình cũng đã download thử và muốn xem phần cứng của HiNet 3006 có đáp ứng được hay không. Đó là Alpha 8 của Game Loop, rất là nổi tiếng. Thì khi mà chơi tựa game này thì hoàn toàn mình sẽ sử dụng bằng điều khiển. Cũng như là khi mà chơi game thì mình có cái trải nghiệm mình cảm thấy thì nó vẫn còn hơi bị giật. Cho nên theo mình ý, với mẫu sản phẩm HiNet 3006 các bạn hoàn toàn chỉ nên chơi những loại game nhẹ và những cái ứng dụng nhẹ thôi. Còn những ứng dụng nặng thì gần như cái frame của máy cũng như là RAM của máy nó sẽ không thể đáp ứng được đâu. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau nghe qua một số các cái phần tính năng công nghệ mà HiNet 3006 khi được tích hợp Android có thể làm được, đúng không? Vẫn chưa hết đâu, chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nha. Ở cái phần nội dung này chúng ta sẽ có thể là sử dụng tính năng Bluetooth. Tính năng Bluetooth này thì đồng nghĩa với cái việc khi HiNet 3600 bản thân là một chiếc loa nhưng nó lại có thể là một cái nguồn phát để có thể phát được các tín hiệu cho các dòng loa xung quanh. Ngoài ra nữa thì ở phần điểm nóng này, khi các bạn sử dụng tính năng kết nối có dây qua mạng LAN thì HiNet 3600 sẽ có thể là một chiếc router khi mà các bạn có thể sử dụng kết nối đến cái router đó và sử dụng truy cập mạng. Thật là bất ngờ và rất tuyệt vời, đúng không các bạn?
Và đấy là toàn bộ một số các tính năng khi tích hợp Android mà thường xuyên dùng, cũng như là các cái giải pháp mở rộng khi Hinet 3600 được tích hợp Android có thể làm được. Cụ thể như thế nào thì các bạn có thể ghé thăm trực tiếp các cái showroom tại HD Radio, cũng như là điện thoại đến số hotline 1800 0042 miễn phí, và truy cập website hdradio.vn để có thể xem lại sản phẩm cũng như là truy cập lại các tính năng và đặt mua hàng các bạn nhé. Ngoài ra nữa thì ở phần cuối này Tú sẽ chia sẻ một chút về các cái phần chất âm của Hinet 3600 có thể làm được. Hinet 3600 thì sau khi mình nghe xong thì cái phần trải nghiệm cũng như là biểu diễn trình diễn thì nó vẫn sẽ như CS 3600 thôi các bạn ạ. Với chiếc loa này thì mình đánh giá cao khi nó được tích hợp với cái mạch Android, và nó sẽ giúp cho người dùng có thể nói là giải quyết được rất nhiều các vấn đề khác nhau mà không cần mua quá nhiều thiết bị trong không gian gia đình của các bạn. Ok, và chúng ta sẽ đến với phần cuối cùng là phần hát karaoke trải nghiệm thử trên Hinet 3600. Còn bây giờ thì mình xin phép hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.